Trưa ngày 2 tháng 2, nguồn tin của tuổi trẻ online cho biết, cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng đang cùng các lực lượng chức năng tại kho K87.X, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ xảy ra tại khu vực kho K87.X, huyện Igarai, Gia Lai. Nguồn tin cho biết khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân tại khu vực 2, xã Y Sao, huyện Igarai và phường Yên Thế, thành phố Pleiku, phát hiện tiếng nổ và một đám cháy bốc lên nghi ngút tại một đơn vị quân sự tại xã Y Sao. Đây là đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng đóng tại Gia Lai. Nhiều lực lượng đã tiếp cận hiện trường để xử lý đám cháy và di dời người dân vùng lân cận ra khỏi địa bàn. Cũng theo nguồn tin, thông tin ban đầu cho biết đám cháy phát ra từ một nhà kho của quân sưởng. Vụ cháy diễn ra với quy mô không lớn, tuy nhiên vụ cháy đã tạo một lượng khói lớn kèm theo những tiếng nổ nhỏ nên khiến người dân hoảng sợ vụ cháy chưa gây thiệt hại về người